Hi guys, chào mừng các bạn đến với chương trình học tiếng Anh của trung tâm ECE. Và hôm nay mình mang đến cho các bạn một video clip về kỹ năng luyện đọc. Và trọng tâm của video clip này mình chỉ muốn giải quyết một câu hỏi, một băn khoăn duy nhất của rất nhiều người đang học tiếng Anh hiện nay. Đó là how to improve your reading skills. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá câu trả lời cho câu hỏi này các bạn nhé. Và để trả lời câu hỏi này thì mình xin được đưa ra một số mẹo để giúp các bạn đọc hiểu tiếng Anh tốt hơn. Mẹo đầu tiên đó là từ vựng. Các bạn phải trau dồi vốn từ vựng thật là nhiều. Bởi vì bất kể các bạn muốn chinh phục kỹ năng đọc, hiểu, nghe, nói hay là viết gì thì các bạn cũng đều phải cần có từ vựng. Như mình đã nói rồi ha, từ vựng rất là quan trọng. Và bất kể trong bất cứ một ngôn ngữ nào cũng vậy, chúng ta đều cần có từ vựng để diễn đạt. Vậy thì từ vựng là yếu tố đầu tiên, yếu tố number one. Ok, và các bạn lưu ý thêm một điều nữa là khi chúng ta học từ vựng thì mình nên học thêm cách phát âm của từ vựng đó, cách nhấn từ vựng và cũng như là loại từ của từ vựng đó là gì. Và yếu tố thứ hai đó là ngữ pháp. Bởi vì chúng ta đang học, chú ý thêm cho phần là bởi vì chúng ta đang chú ý trọng tâm vào phần luyện, phần đọc hiểu, cải thiện khả năng đọc hiểu của chúng ta, cho nên yếu tố ngữ pháp rất là quan trọng các bạn ạ. Bởi vì nếu như có ngữ pháp thì chúng ta mới hiểu được ý đồ của câu đó là muốn gì, cấu trúc đó là dạng cấu trúc gì, để chúng ta dịch được nghĩa, chúng ta hiểu được nghĩa, nắm rõ từng lời văn trong bài viết và chúng ta trả lời được câu hỏi một cách dễ dàng mà không hề gặp bất cứ một khó khăn nào cả. Và yếu tố tiếp theo, một cái mẹo tiếp theo đó là kỹ năng đọc. Vậy thì để trau dồi kỹ năng đọc chúng ta cần hai kỹ năng chủ yếu và chính nhất, đó là kỹ năng skimming skill, kỹ năng đọc lướt. Đọc lướt để làm gì? Chúng ta tìm từ khóa, đọc lướt thật nhanh để tìm từ khóa, tìm đáp án loại trừ thật là nhanh. Đó là cái lợi ích của việc đọc lướt. Và cái thứ hai đó là scanning skill, kỹ năng đọc thật là kỹ. Các bạn biết máy scan đúng không ạ? Các bạn scan qua, dò qua thật là kỹ, giống như là chúng ta scan virus vậy các bạn ha. Đó là kỹ năng đọc thật kỹ. Đọc thật kỹ để làm gì? Để tìm ra những câu trả lời cho những câu hỏi lắc léo, những câu hỏi yêu cầu những thông tin chi tiết rõ ràng hoặc cụ thể thì chúng ta cần đến kỹ năng này. Còn nếu không thì chúng ta chỉ cần kỹ năng đọc lướt thật nhanh, tìm đáp án. Như vậy là ok rồi đúng không các bạn ha? Thì đó là một số mẹo cơ bản nhất để giúp chúng ta trau dồi và phát triển kỹ năng đọc. Ngoài ra thì chúng ta luôn luôn cần một yếu tố tiên quyết nhất, đó là practice, practice and practice các bạn ạ. Chúng ta cần phải luyện tập thật là nhiều. Because practice makes perfect. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những chiến lược và phương pháp để chinh phục phần reading trong bài thi TOEIC. Thì phần reading trong bài thi TOEIC chúng ta có 3 phần, đó là phần thứ 5, phần thứ 6 và phần thứ 7. Phần 5 là những câu chưa hoàn chỉnh. Thì đây thuộc, người ta đánh trọng tâm phần 5 này là vào ngữ pháp các bạn ạ. Thì phần tranh này chúng ta đa phần sẽ tìm những câu phù hợp với lại ngữ pháp hoặc là ngữ nghĩa. Và phần 6 là những đoạn văn chưa hoàn chỉnh, chúng ta sẽ phải điền từ vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn về mặt ngữ nghĩa lẫn ngữ pháp. Và phần thứ 7 là phần cuối cùng, là phần đọc hiểu. Chúng ta sẽ đọc những bài văn dài hoặc là những bức thư để chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi. Vậy thì chúng ta bước vào bài đầu tiên. Bây giờ chúng ta bước vào phần đầu tiên, Part 5, Incomplete Sentences, những câu chưa hoàn chỉnh. Thì ở phần này, bước đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là liếc nhanh qua đáp án. Chúng ta phải liếc nhanh qua đáp án và nhìn trước và nhìn sau chỗ trống mà chúng ta cần phải điền. Nhìn thật kỹ ở phía trước nó là cái gì, phía sau nó là cái gì, để tìm dấu hiệu nhận biết và chọn nhanh được đáp án các bạn ạ. Ví dụ như mình có một câu ví dụ sau đây. Bây giờ câu này thật là dài, chúng ta không cần thiết là phải nhìn vô hết nguyên câu này. Bây giờ chúng ta chỉ nhìn ngay chỗ trống. Trước chỗ trống là một mã từ sau chỗ trống là một danh từ demand. Vậy chắc chắn chỗ này chúng ta phải cần một danh từ hoặc là một tính từ để bổ nghĩa cho từ demand này. Mà thông thường thì chúng ta sẽ cần tính từ. Khi nào không có tính từ mới chúng ta mới dùng danh từ các bạn ha. Khi nào không có tính từ chúng ta mới dùng danh từ để bổ nghĩa cho danh từ. Vậy thì chúng ta cần ở đây là một tính từ bổ nghĩa. Một tính từ bổ nghĩa mà có mạo từ đứng đầu. Vậy thì chỉ còn lại là đáp án A hoặc là B thôi đúng không các bạn ha. Vậy thì câu A là tính từ dạng so sánh hơn và câu B là tính từ dạng so sánh nhất. Mà chúng ta học rồi, so sánh nhất thì luôn luôn phải có chữ D. Và đáp án chính xác ở đây chúng ta sẽ dễ dàng chọn ngay được là câu A, greater, mà không cần phải dịch nghĩa, không cần gì hết, mà làm rất nhanh, tiết kiệm thời gian để làm những câu khác các bạn ạ. Và trong trường hợp nếu chúng ta không thể nào tìm được đáp án nhanh như câu vừa rồi mà mình đưa ra ví dụ, không thể tìm được bằng cách nhận biết
lấy cái này thì chọn cái kia, hoặc là những cụm từ hay đi chung với nhau thì chúng ta bắt buộc phải dịch nghĩa các bạn ạ. Những câu mà suy luận bằng nghĩa thì các bạn cố gắng chúng ta dịch nghĩa thật nhanh, dịch nghĩa một chỗ cụm đó cũng được các bạn ạ. Chúc các bạn thành công với phần 5 ha. Và bây giờ chúng ta sẽ bước qua phần 6, Incomplete Text, những đoạn văn chưa hoàn chỉnh. Thì chúng ta sẽ xem đối với phần này chúng ta sẽ chinh phục bằng cách nào. Đầu tiên các bạn cũng liếc nhanh qua đáp án, không cần phải đọc hết cái đoạn văn đó, các bạn nhìn ngay vô chỗ trống và ngay dưới đó là có đáp án. Các bạn nhìn ngay vô chỗ trống và liếc nhanh qua đáp án, chú ý trước và sau chỗ cần điền, tìm dấu hiệu nhận biết, và mình cũng có thể chọn thật nhanh được đáp án, cũng giống như phần 5 các bạn ha. Tuy nhiên có một đặc điểm khác, đó là các bạn phải chú ý những cụm từ hay đi cùng chung và nó có ngữ nghĩa khớp lại với nhau các bạn ha. Ví dụ như mà những cụm từ như là so problem, hoặc là những cụm từ mình hay học priority và policy, những cụm từ hay đi chung với nhau thì rất là dễ dàng mình có thể chọn được ngay đáp án. Và trong trường hợp mình không thể chọn đáp án thì các bạn đọc hết cái câu liền trước và đọc cái câu liền sau để suy luận về nghĩa, bởi vì nhiều cái người ta yêu cầu chúng ta về vốn từ vựng, kiểm tra kỹ năng từ vựng của chúng ta xem có biết nghĩa từ vựng đó hay không. Vậy thì chúng ta phải đọc trước và đọc sau cái câu mà có chỗ trống đó, hoặc nếu không thì đọc hết nguyên đoạn có chứa chỗ trống đó để mình tìm được nghĩa thích hợp cho câu này và chọn được đáp án chính xác nhất. Đó là về phần 6. Và tiếp theo là phần thứ 7, Reading Comprehension, đọc hiểu. Thì phần đọc hiểu này chúng ta thông thường sẽ hay gặp những bản thông báo nè, bản báo cáo, những lá thư hoặc là những bài quảng cáo. Thì đối với những phần này chúng ta phải liếc nhanh qua tựa đề. Đầu tiên chúng ta hãy lướt nhanh qua tựa đề và xem yêu cầu đề bài này là bảo chúng ta làm gì, trả lời câu hỏi hay là ghép hay là làm cái gì. Xem tựa đề của nó là nói về thông báo cho ai, thông báo cho nhân viên, thông báo cho giảng viên hay là thông báo đến khách hàng, để chúng ta nắm được nội dung. Và cái thứ hai, đọc xuống câu hỏi, bỏ qua phần bài đọc liền các bạn ạ. Thông thường khi mà mình học trên trang web thì mình thấy là chúng ta đọc hết bài sau đó mới xuống trả lời câu hỏi đúng không nè. Nhưng mà khi làm bài thi chúng ta không có đủ thời gian để mà đọc hết bài, do đó chúng ta phải đọc xuống liền câu hỏi ngay lập tức, đọc câu hỏi và bốn đáp án, tìm từ khóa của câu hỏi. Nếu như câu hỏi không có từ khóa thì dò từ khóa trong bốn đáp án, sau đó quay ngược lên bài và chúng ta dò từ khóa trong bài để tìm đáp án chính xác các bạn ạ. Tìm từ khóa ngay trên bài đọc, đọc thật kỹ câu hoặc là đoạn có chứa từ khóa để chọn ra đáp án chính xác cho câu hỏi của mình. Và tiếp theo là một chú ý nho nhỏ dành cho việc chúng ta đọc những cái lá thư trong phần đọc hiểu. Thì đọc những lá thư này như mình đã nói rồi ha, chúng ta cần phải liếc nhanh qua thông tin của người gửi và thông tin người nhận. Bởi vì một số thì chúng ta phải lướt nhanh qua thông tin của người gửi và thông tin của người nhận. Bởi vì một số lá thư người ta sẽ hay hỏi chúng ta là người gửi là ai, người nhận là ai, người đó đảm nhận vị trí gì, làm việc cho công ty nào. Thì những thông tin này rất là cần thiết các bạn ha. Và mình nhắc lại, đối với lá thư thì những thông tin ở bên góc tay phải trên cùng là thông tin của người gửi, và người gửi thông thường sẽ ký tên và ghi chức vụ, bộ phận làm việc, công ty của mình ngay cuối của lá thư. Và phía bên tay trái cột đầu tiên trên cái chữ Dear các bạn ha, trên chữ Dear thì là thông tin của người nhận. Tiếp theo, những câu hỏi trong phần lá thư thì người ta sẽ hay hỏi là mục đích của câu hỏi này là gì, của lá thư này là gì. Ví dụ như là What is the purpose of the letter? Mục đích của lá thư là gì? Thì những câu hỏi mà yêu cầu hỏi mục đích thì chúng ta luôn luôn đọc phần đầu các bạn ha. Luôn luôn chúng ta tìm câu trả lời ở ngay phần đầu của lá thư. Và đó là những chiến lược cho phần 7. Hy vọng là các bạn sẽ hoàn thành tất cả những phần thi mà mình tham gia trong bài thi TOEIC. Như vậy là mình đã vừa đưa đến cho các bạn một số chiến lược và phương pháp để giúp chúng ta cải thiện kỹ năng đọc và chinh phục phần thi đọc trong bài thi TOEIC. Mình hy vọng rằng các bạn sẽ làm thật tốt tất cả các phần thi trong bài thi TOEIC và đạt được điểm số thật là cao các bạn nha. Và việc đọc học tiếng Anh cũng như là việc học tiếng Anh sẽ trở nên thật là dễ dàng với tất cả chúng ta. Hy vọng rằng các bạn ai ai cũng có thể sử dụng, học thật là tốt tiếng Anh và sử dụng nó một cách thật là nhuần nhuyễn, thật là điêu luyện. Ok, good luck and enjoy your reading. And now, goodbye.